Mỗi lần mà Jason đi quay commercial, quảng cáo, hợp đồng này nọ thì thường là Jason sẽ mang team của Jason theo. Thì team của Jason sẽ có từ 3 đến 4 người on set. Thì mỗi bạn sẽ lo một công việc, có bạn thì chuẩn bị ánh sáng, có bạn thì chuẩn bị hiện trường, có bạn thì chuẩn bị gear, setup máy này nọ. Bản thân của Jason làm rất là nhiều công việc. Jason làm tất cả những cái việc đó để make sure là Jason cover và backup cho tất cả các bạn ở trong team. Jason vừa chuẩn bị kịch bản, Jason vừa thiết kế shotway, kiểm tra lighting, nói chung là làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà có một số trường hợp đó là chúng ta không có đủ điều kiện, ví dụ như là tại hiện trường chúng ta không có đủ không gian hay là không có đủ thời gian để mà chuẩn bị luôn cái phần audio, đó là cái phần âm thanh. Và nếu như mà các bạn chưa biết thì cái phần âm thanh nó cũng rất là quan trọng đối với bản thân Jason, nó cực kỳ quan trọng ở trong tất cả những cái video nào đó, bởi vì âm thanh nó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc hơn là hình ảnh. Để chia sẻ về cái độ quan trọng của phần âm thanh đó thì Jason sẽ làm một cái video khác để mà chia sẻ với các bạn. Thì ví dụ như là trong cái đoạn video vừa rồi mà các bạn mới vừa xem á, đó là một cái đoạn video mà Jason đã quay cho Bảo, cả team của Jason đã quay cho Bảo, và Bảo sẽ sử dụng cái video đó để mà tham gia một cái cuộc thi, đó là bartender lắc lắc cái gì đó. Lúc mà cả team quay cái video đó cho Bảo á thì chúng ta chỉ có 30 phút nửa tiếng đồng hồ để mà chuẩn bị mọi thứ, setup đèn, chuẩn bị hiện trường, dựng cảnh, thiết kế shot quay cho đến bấm máy và hoàn thành cả cái buổi quay. Nói chung là cái khoảng thời gian của nó khá là eo hẹp, chỉ có 30 phút thôi để làm tất cả những cái việc đó. Mặc dù cái video cuối cùng nó rất là ngắn nhưng mà các bạn cũng thừa biết là mỗi lần mà mình quay video nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian, từ cái khâu chuẩn bị cho đến cái khâu bấm máy và wrap máy. Thì đối với cái video đó thì Jason cũng đã chuẩn bị trong đầu, đó là mình sẽ record cái audio, ghi âm lại cái sound design, những cái hiệu ứng âm thanh sau khi mà mình hoàn thành cái cảnh quay, cái buổi quay đó. Bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian, từng cái shot quay Jason chỉ làm cao lắm đó là 2 take thôi. Thì để làm cái phần hiệu ứng âm thanh đó cũng rất là đơn giản. Thì cái video ngày hôm nay Jason sẽ chia sẻ với các bạn cách mà Jason đã ghi âm lại những cái âm thanh, những cái hiệu ứng ở trong cái video mà Jason đã quay cho Bảo. Nói về thiết bị thì các bạn có thể sử dụng rất là nhiều thể loại microphone. Ví dụ như là các bạn có thể gắn cái microphone trực tiếp lên cái camera và ghi âm lại. Chúng ta có thể cắt bỏ cái phần hình ảnh đi, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái recorder nó rời ra, những cái professional recorder. Nhưng những cái đó thì nó sẽ hơi mắc tiền hơn một chút xíu. Và ở đây Jason có sử dụng một cái microphone mà Jason cắm trực tiếp vào cái PC của Jason để mà record cái audio của nó. Thì cái âm thanh của nó được ghi âm lại cực kỳ chuẩn, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có cái chiều sâu nhiều hơn. Hoặc là nếu như mà các bạn không có tất cả những cái thiết bị đó thì các bạn có thể sử dụng một chiếc smartphone để mà ghi âm lại những cái âm thanh đó. Mặc dù cái chất lượng âm thanh của nó sẽ không tốt bằng những cái thiết bị ghi âm professional khác, nhưng mà các bạn cũng có thể dùng những cái ứng dụng ở trong máy tính để mà xử lý. Thì đối với cái video vừa rồi thì Jason đã sử dụng cái microphone này, Jason đã cắm trực tiếp vô máy tính của Jason. Thường sau khi mà về nhà, Jason sẽ làm cái phần ghi âm này sau khi mà Jason đã hoàn thành cái phần edit, ít nhất là cái phần rough cut, có nghĩa là các bạn đã cắt những cái shot ra rồi. Để chi? Để chúng ta biết được là những cái âm thanh nào mà chúng ta cần trong những cái shot nào để mà chúng ta chuẩn bị những cái thiết bị và tạo ra những cái âm thanh đó. Trong cái đoạn video vừa rồi mà các bạn mới vừa xem á thì cũng không có quá nhiều cái thiết bị mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Cái video đó khi mà các bạn xem thì nó là về bartender, có nghĩa là các bạn có thể liên tưởng đến những cái ly cốc, nước, rượu, đồ này đó. Thì ở đây Jason có chuẩn bị những cái ly, và Jason cũng cố gắng tìm những chiếc ly mà nó có chất liệu giống nhất với lại những cái thiết bị mà các bạn đã thấy ở trong video. Một cái ly thủy tinh và tất nhiên một chai nước để mà chúng ta làm ra cái hiệu ứng âm thanh nước chảy vào cái ly. Một cái tip mà Jason muốn chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn ghi âm lại những cái hiệu ứng âm thanh này, các bạn sẽ muốn kéo cái microphone cực kỳ gần lại cái thiết bị, cái nơi hay là cái gì đó tạo ra cái âm thanh đó, để chúng ta có được một cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Và các bạn sẽ giảm cái recall level lại để chúng ta lọc đi những cái tiếng ồn xung quanh đó và chỉ lấy cái âm thanh trực tiếp từ cái vật, từ cái người, từ cái thiết bị mà tạo ra cái âm thanh đó thôi. Trong trường hợp này Jason sẽ kéo nó gần sát ở đây, và khi mà Jason làm những cái âm thanh cũng ly hay là đổ nước đồ này đó, Jason sẽ làm ở ngay đây để nó tạo ra một cái âm thanh nó cực kỳ đó, nó sẽ thật hơn. Đặc biệt khi mà các bạn ghi âm lại những cái hiệu ứng âm thanh đó thì đừng ngồi đó hay là tưởng tượng ra những cái hình ảnh, những cái shot quay đó, mà ở đây mở trực tiếp cái máy tính lên, bấm tới cái shot nào và mình tạo ra cái âm thanh ngay cái shot đó thì cái âm thanh của các bạn nó sẽ chuẩn hơn. Ví dụ như là những cái shot cụm ly hay là chế nước thì Jason sẽ canh đúng cái thời gian đó mà model ở trong đây là Bảo chuẩn bị đóng cái ly lại, thì Jason sẽ làm như thế này. Và cái microphone ở đây nó sẽ ghi nhận lại cái âm thanh đó. Ví dụ như là cái shot quay mà Bảo đặt cái cốc thủy tinh xuống bàn á, thì Jason cũng đặt cái cốc thủy tinh xuống bàn. Nhưng mà trong cái trường hợp này, Jason nghe cái tiếng cốc thủy tinh nó đặt xuống bàn như thế này, nó không có được hay cho lắm, cho nên Jason đã fake nó, Jason đã giả nó bằng cách búng ly vô như thế này. Thì ở trong cái video khi mà các bạn thấy cái shot quay mà Bảo đặt cái ly xuống á, các bạn sẽ nghe cái âm thanh
chứ không thật sự là cái âm thanh mà chúng ta đặt cái ly xuống bàn như thế này. Bởi vì khi mà chúng ta đặt cái ly xuống bàn như thế này, nó tạo ra cái âm thanh đúng là chính xác thiệt, nó thật thiệt, nhưng mà nó đối với bản thân chị Sình nó không có được hay cho lắm. Thì đó là những gì mà các bạn sẽ học trong những cái video tiếp theo của chị Sình nói về sound design. Sound design có nghĩa là chúng ta tạo ra những cái âm thanh đó để cho nó cinema được hơn, chứ không hẳn là ở ngoài đời cái tiếng đó, cái âm thanh đó nó sẽ chính xác như vậy. Cũng giống như là các bạn xem những cái bộ phim Hollywood á, có rất là nhiều âm thanh ở trong đó đã được phép đi rồi. Người ta cố ý tạo ra cái âm thanh đó bởi vì nó sẽ tạo cho các bạn một cái cảm giác nó ghê rợn hơn hay là nó cinema được hơn. Nói chung là về trải nghiệm của mỗi người đạo diễn họ sẽ có một cái cách nhìn khác nhau. Có thể là cái shot quay đó, cái hành động đó ở trong bộ phim này thì nó có âm thanh như vậy, nhưng mà đối với một người đạo diễn khác, họ sẽ chọn một cái âm thanh khác để mà thay thế vào cái cảnh quay đó. Miễn sao mà cái video cuối cùng của các bạn xem lại, các bạn tự nhắm mắt lại và hình dung và tưởng tượng và nghe được những cái âm thanh mà các bạn có thể cảm nhận được là à, sự việc đó nó xảy ra như vậy, cái vật thể đó nó tạo ra cái âm thanh đó. Và cũng tương tự như vậy, đối với cái shot chế nước thì Jason sẽ canh lúc nào mà Bảo chuẩn bị chế nước. Khi mà Bảo bắt đầu chế, Jason cũng bắt đầu chế. Và khi mà Bảo dừng, Jason cũng bắt đầu dừng. Đúng là các bạn có thể cắt ngắn bớt cái shot âm thanh, cái shot ghi âm ở trong edit, nhưng mà nếu như mà các bạn để ý thì khi mà các bạn chế nước như thế này và khi mà các bạn dừng lại, cái âm thanh nó sẽ giảm từ từ và nó tút, nó mất đi, chứ nó không bụp mất đi liền. Để tạo ra cái cảm giác, cái hiệu ứng âm thanh nó thật nhất thì chúng ta sẽ cố gắng tạo ra cái âm thanh đó cùng với thời điểm mà các bạn nhìn ở trên màn hình, thấy cái shot quay nó diễn ra như thế nào. Cái shot mà Bảo mở cái ly ra, Jason cũng đặt hai cái ly giống như vậy mà Jason kéo nó ra như thế này thôi. Nếu như mà các bạn có để ý thì ở trong cái video đó sẽ có một cái shot quay đó là Bảo cầm cái ly, cái cốc, cái bình shake đó, Bảo xoay như thế này, thì cái âm thanh, cái hiệu ứng âm thanh mà nó xoay, nó tạo ra cái tiếng gió đó là Jason đã tạo ra bằng miệng của Jason. Jason đã làm như thế này. Thì đó, nếu như mà các bạn không thấy cảnh behind the scene này thì các bạn chắc chắn sẽ không biết được là cái hiệu ứng âm thanh đó được tạo ra từ miệng của Jason. Khi mà vào edit, Jason chỉ bỏ thêm một chút xíu effect, giảm cái reverb của nó, tăng cái reverb của nó, tăng cái độ bass của nó hay là tăng cái độ pitch của nó lên, thì chúng ta có được một cái âm thanh cuối cùng nó giống như là khi mà các bạn xoay một cái vật thể gì đó, nó có một ra một cái âm thanh. Thì đó là về cái phần sáng tạo trong sound design. Sound design có nghĩa là các bạn thiết kế ra những cái hiệu ứng âm thanh đó. Có rất là nhiều cái video mà Jason đã tạo ra những cái âm thanh đó từ miệng của Jason, từ những thứ xung quanh Jason. Thì đó là những gì mà Jason muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể sử dụng tiền để mà mua những cái hiệu ứng âm thanh mà người ta đã ghi âm lại, những cái professional mà người ta đã làm sẵn cho các bạn rồi. Ở trên mạng có rất là nhiều website bán những cái hiệu ứng âm thanh đó. Bản thân Jason cũng thường xuyên mua những cái hiệu ứng âm thanh đó, bởi vì cái âm thanh người ta tạo ra quá professional, quá chuẩn, và mình không biết cách hay là mình chưa nghĩ ra cách để mà tạo ra những hiệu ứng âm thanh đó. Nhưng mà nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm tiền và không muốn tốn tiền cho những cái hiệu ứng âm thanh đó, thì đây, video này Jason chia sẻ với các bạn cách để tạo ra những cái hiệu ứng âm thanh đó. Cũng có rất là nhiều bạn đã bình luận trong những cái video của Jason đó là Jason đã sử dụng cái nguồn âm thanh ở đâu. Jason muốn chia sẻ với các bạn là có những cái hiệu ứng âm thanh Jason phải mua bản quyền, license thì Jason mới có quyền sử dụng đó. Và khi mà Jason chia sẻ với các bạn đó thì coi như là Jason đã bán rẻ công sức sáng tạo cái chiếc xám của người ta bỏ ra rồi. Alright, video ngày hôm nay chỉ có như vậy thôi. Jason hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn có thêm ý tưởng để tạo ra những cái sound design. Nhớ một điều, đó là sound, audio, âm thanh cực kỳ quan trọng ở trong một cái video. Đừng có quá chú tâm vào cái short wave mà bỏ lỡ những cái phần audio đó. Thì Jason muốn chia sẻ lại với các bạn như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu cảm thấy hay và hữu ích thì hãy ấn like và chia sẻ video này đến những người bạn khác làm filmmaker giống như các bạn. Và nếu như mà đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của Jason, thì Jason là photographer and filmmaker. Jason làm tutorial, tip, trick, chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm của Jason trong lĩnh vực photography and videography. Thì hy vọng là các bạn sẽ subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo, những cái tutorial tiếp theo của Jason. Và Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bây giờ là 12 giờ khuya và Jason mới vừa hoàn thành xong cái phần quay video này. Bây giờ Jason phải tốn khoảng nửa tiếng nữa để mà edit cái video này và up lên YouTube, chia sẻ với các bạn và các bạn có thể xem ngay được. Mấy ngày hôm nay Jason khá là bận rộn bởi vì Jason vừa quay xong, vừa chụp xong cái project máy bay và siêu xe. Hiện tại bây giờ ngày hôm nay Jason chỉ mới hoàn thành xong cái phần edit những hình ảnh thôi, còn những cái video thì Jason chưa có đụng tới nữa. Yeah, và mình phải gửi cho khách vào thứ hai tuần sau. Nó khá là stress, nhưng mà Jason vẫn cố gắng quay video để mình chia sẻ với các bạn. Bởi vì Jason rất mến các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi những cái video mà Jason làm, luôn ủng hộ kênh. Và tiếp tục nhé.